Vâng, trận thi đấu chung kết AC và Babylon bên kia có một cho Son và một cũng một AC thì phải. Dường như là như vậy. Vâng, chính xác, bên kia cũng có một AC và một cho Son, còn bên này là một AC và một Babylon. Quân là nhỉnh hơn một chút. Một chút thôi, một chút xíu thôi, không quá nhiều. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại trận đấu chung kết ở trong xê đấu này thôi. Vâng, tỷ số đang là 2-2. Babylon và IC, bên kia là Choson và IC. Không lệch nhau là quá nhiều, theo tôi đánh giá là như vậy. Vâng, thậm chí một chém và một cung nó còn dễ đánh hơn so với lại, vâng, cả hai quân đều có thể đánh cung như thế này. Vâng, cái xác định cái tư tưởng ngay từ đầu là đánh chém. Còn bài này thì vâng, AC nếu trong cái map la này AC đẹp, vâng, đồ ăn nhiều và ít rừng thì hoàn toàn có thể đánh chém. Còn Babylon nhà đẹp thì hoàn toàn có thể đánh cung. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, đầu 1 AC. Bây giờ thì dắt con voi ở rất xa về nữa, nhưng con voi này sẽ chỉ chịu được một hit nữa thôi. Rồi, như vậy là về nhà chính một cách an toàn. Dãy hàng BE là khá dài. Không biết là có quả phụ hay chưa nữa. Thêm voi, à như vậy là có quả phụ ở phía xa rồi, nhưng một cái thế nhà là khá khó bo nếu muốn đánh cung. Ít gỗ. Vâng, thế nhà là ít gỗ. Đồ ăn là khá nhiều, nhưng bài này có lẽ là game thủ nông 1 vẫn có ý định là đánh cung. Theo tôi nghĩ là như vậy. Đã là 25 nông dân rồi. Ít nhất là vài cung sexy. Và bây giờ thì kéo thêm một con voi ở phía xa này về nữa. Lên phía trên và thiết kế thêm một chiếc BS. Chúng ta hãy cùng xem bài này thủ nó 1 có khung được hay không. Và sẽ kích đời ở bao nhiêu với 27 nông dân AC đây. Thêm một bãi hiêu nhưng có lẽ là cái thủ nó 1 sẽ không ăn bãi hiêu vừa rồi. Cánh rừng này là khá mỏng và sau đó thì vâng sẽ phải ít nhất là phải một chiếc BS nữa. Ở đâu đó thì tôi vâng vẫn chưa rõ, nhưng ít nhất sẽ phải là một chiếc BS nữa để ăn gỗ ở những thời điểm sau. Màn hình máy của game thủ Chip Boy cũng 25 nông dân và đánh chém.
ôm bom được nhà đối thủ chip đẹp dai thì là ổn. Vâng, hai chiếc ruộng ở vị trí này khá hợp lý. Lùi ở phía trong một chút nữa. Đúng rồi. Thiếu hai gỗ, xong. Và chúng ta cùng xem những tình huống đẩy giò đầu tiên. Úi giời, 11 rưỡi mới kích đời. Thôi sao, tôi cứ tưởng kích rồi chứ 11 rưỡi. À, ăn tranh với lại cái thủ Long Phi thất bại rồi. Long Phi thất bại là người cầm gì? Chúng ta cùng xem, dường như là vâng AC. Vâng, đúng như vậy rồi, Long Phi thất bại là người cầm AC. Vâng, lỡ ngớ thì lại vớ giải thưởng, biết đâu đó. Vâng, muốn muốn chết luôn, vâng, muốn ôm chết luôn ở đây. Muốn ôm chết luôn mớ nông dân này của game thủ Long Phi thất bại. Nhưng Long Phi thất bại đã tìm được đường ra. Vâng, ánh sáng cuối đường hầm. Chốt e hay không? Vâng, như vậy là chưa kịp chốt thì đã bị chốt lại rồi. Vâng, quan sát con ngựa giò là cực kỳ nhanh. Và đã có con cung tê luôn. Căng. Vâng, con cung tê của úi rồi. Vâng, làm gì thì làm gì thôi. Vâng, vẫn ở. Thôi xong. Vâng, vẫn lọt. Vâng, buôn dân. Vâng, cái thể thống buôn dân nó là như thế này đây. Vâng, can cái tội buôn dân mà không chịu bo nhà. Vâng, BB người chém quá khét. Tham lai tụt xuống 20. Và khả năng oẳng là cực kỳ cao rồi. Vâng, khả năng oẳng ở trận đấu này là đã thấy rõ trước mắt rồi. Màn hình máy của game thủ Chipboy thì sao? 26. Và kẻ vẽ thêm ruộng. Vâng, hai chiếc ruộng. Sau đó thì ôm ba nông dân về. Vâng, hai nông dân đóng ruộng ở đây thôi. Có lẽ là như vậy thôi. Vẫn thiết kế thêm những chiếc ruộng mới nữa. Cũng được. Vâng, ôm được chip boy thì là hay mà không bộ xin lỗi bạn, ôm được chip đẹp dai thì là hay mà không ôm được thì đánh xe mới. Một vài thi đấu có phần chủ quan, có phần chủ quan. Màn hình máy game thủ nô một tham mai 23 và bây giờ đang cực kỳ vất vả và khổ sở để bắt lại những con chém ở phía trong nhà này. Có lẽ là không còn quá nhiều máu nhưng chừng này con chém nó đủ cho game thủ nô một cảm thấy nhức nhối đến mức vô cùng rồi. Vâng, lùa thì chạy đến lúc vâng người ta lùa lại thì lại đến lượt mình chạy. Vâng, mèo vườn chuột. Vâng, ăn được hai chém rồi. Rồi thôi, cuối cùng thì nhả hai con cung rờ ở phía trong đi. Vâng, chia ra thì à, xin lỗi bạn là chip boy thì đang chơi tốt vào nhà game thủ BB. Vâng, quấy game thủ BB nhưng BB đã có bánh xe tên này rồi. Giá như mà chưa có bánh xe thì có lẽ là tươi lắm nhưng đã có bánh xe rồi. Rồi BB là một bài cho son mà có lẽ cũng không thủ phủ. Chưa thấy vâng dấu hiệu của những con phủ. Vâng, khi mà có những dấu hiệu của những con phủ cảm giác là hơi khác khi mà vâng những con ngựa chém chạy có ý đồ về những con phủ, còn đây tôi nhìn thấy vâng chưa có ý đồ gì, có lẽ là chưa có những con phủ. 30 là tham lai lúc này của tủ chip boy, nhưng chip boy là người giữ tham cũng không phải là thuộc hạng tốt, vì vậy phải hết sức cố gắng và cẩn thận. Vâng, phối hợp với lại game thủ nô một bắt quân tên này, chúng ta cùng xem có thành công hay không. Nó một tham lai 24 trên 60. Vâng, tụt một tên do những con người chém của game thủ BB cầm là quá rát. Nhưng Long Phi bất bại bây giờ đang là người yên ổn. Vâng, cứ đánh người này thì người kia lại yên ổn. Tham lai 25 đến từ game thủ nô một trong tên này. Vâng, rất may là không đít. Có lẽ bây giờ chúng ta nên xem hai màn hình liên tục để quan sát được toàn bộ vâng cục diện nó như thế nào. Bài 1 đến từ game thủ Chip Boy. Nhưng tên này là một tên khó khi mà game thủ vâng game thủ ở phía bên kia game thủ Long Phi bất bại là người cầm cung RAC. Vâng, tôi bảo mà Chip Boy là người giữ tham không quá tốt. Tập trung vào từng tình huống một thôi. Tham Lai đang bị đè 6-4 sau tên này. Vẫn đánh thôi. Vẫn đánh. Đóng một chiếc BS mà có thể chặn đường đi quân. Nhưng việc ăn gỗ là cực kỳ dễ phát hiện sau tên này. Thôi xong. Oẳng. Vâng, vừa mới nói là việc ăn gỗ là cực kỳ dễ. Oẳng luôn.
Màn hình máy của game thủ Note 1 Timeline tăng lên 30. AC cùng R và tăng lên 30. Những con lạc đà của game thủ vâng Chipboy cầm Babylon đã khá hung hãn. Nhưng tên này tạm thời phải lùi xa khi mà những con cung R của game thủ Chip làm ra là quá đông. Vâng, đè quá mạnh rồi và vâng đi sai. Vâng, tỷ số là 1-1 về C ở kèo đấu BB và chiều dài thi đấu với Chip Boy và game thủ No 1. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với C đấu thứ ba thôi, một C đấu đánh có phần chủ quan. Vâng, có phần chủ quan. Nếu game thủ No 1 vâng bò bế nhà cửa một cách cẩn thận và chỉn chu hơn một chút thì có lẽ là mọi sự đã khác đi rất nhiều. Chỉ một con ngựa chém và một con ngựa giò lúc đầu lọt vào thôi làm cho game thủ No 1 trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Vâng, 1-1. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với C đấu thứ ba.